thế đơn giản ở châu chấu. Nằm sấp, hai lòng bàn tay ngửa lên, duỗi thẳng hai bên người. Khép chặt từ hai gót chân đến đùi. Hai tay đặt dưới phần bụng dưới. Giơ hai chân và đùi lên. Cố hết sức sao cho phần ngực và đùi cách đất càng cao càng tốt. Duy trì hô hấp. Sau đó buông hai tay, trở về trạng thái ban đầu, thả lỏng cơ thể, nghỉ ngơi. Các bạn làm lại. Thế này giúp cho cơ quan sinh sản đạt được sự kéo giãn và thả lỏng rất tốt, thúc đẩy lượng máu chuyển động tốt, tăng áp lực ở thận, tạm thời làm lượng máu trong đó bị dồn lại. Lúc trở về trạng thái ban đầu, lượng máu đó tuôn trở về lại hai quả thận.